Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị nói thương Leon hơn Lisa, Hà Hồ đáp trả được fan đồng tình. Liên tục nhận về những bình luận nói rằng thương quý tử Leon hơn ái nữ Lisa, nữ ca sĩ Hà Hồ mới đây đã có những chia sẻ nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ. Lisa và Leon là cặp song sinh nổi tiếng của gia đình Hà Hồ và Kim Lý. Mỗi lần cặp song sinh này được mẹ cho lên sóng là y như rằng dân mạng lại được dịp phát sốt bởi vẻ đáng yêu của hai bé. Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng Hà Hồ thiên vị Leon hơn Lisa, nên phần lớn hình ảnh trên Instagram cá nhân đều là hình của cậu út. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Hà Hồ bỏ bê ái nữ Lisa. Đứng trước những bình luận này, Hà Hồ nhiều lần phớt lờ không quan tâm. Nhưng mới đây, khi một cư dân mạng bày tỏ quan điểm riêng về vấn đề này, Hà Hồ đã đích thân lên tiếng phản hồi. Cụ thể, có một tài khoản mạng bình luận giúp hình ảnh của cặp song sinh Lisa và Leon rằng: "Hôm trước em thấy nhiều bạn nói chị Hà thương Leon hơn, nên toàn đăng ảnh Leon, mắt cũng toàn hướng về ông tướng mà bỏ bê Lisa. Nhưng theo dõi Instagram, em thấy chị Hà thương đều cả hai bé." Đáp lại bình luận chân thành này, Hà Hồ viết: "Con mà có thương ít hơn với nhiều hơn thì không còn là con người rồi em ơi. Mấy người đó chắc chưa có con nên chưa hiểu. Mình đừng bận tâm nhé." Hà Hồ khẳng định yêu thương các con như nhau và hy vọng người hâm mộ đừng để tâm đến những bình luận thiếu tích cực. Có thể thấy Hà Hồ không quá bận tâm đến những bình luận tiêu cực. Bản thân là một người mẹ nữ ca sĩ hiểu hơn ai hết. Việc đối xử công bằng với các con quan trọng nhường nào. Chính vì vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện thiên vị như lời dân mạng bàn tán. Và thực tế cũng cho thấy, cả Lisa và Leon đều được Hà Hồ cho lên sóng với tần suất ngang nhau. Chỉ là Leon hay pha trò hơn chị gái, nên mẹ Hà lưu được nhiều khoảnh khắc thú vị hơn. Hiểu rằng nghệ sĩ một khi đã công khai đời tư gia đình mình với công chúng, sẽ khó lòng tránh khỏi những bình luận. Nhưng việc soi mói kém duyên là điều không nên, nhất là những vấn đề liên quan đến trẻ con. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ sao trước những chia sẻ mới đây của Hà Hồ? Hãy nêu ý kiến của bạn với chúng tôi nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.